Xin chào các bạn, như vậy chúng ta đã bước sang bài thứ 23 trong chương trình tổng hợp từ vựng GRPT N1 đã ra trong đề thi chính thức của các năm. Và ngay sau đây thì mình sẽ đi vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Các bạn hãy cố gắng cùng mình nhé. Đây là từ này thì âm Hán của nó là từ thoái và từ chức. Thoái, chức, cách đọc của nó là tai cho cự sư lượng. Tai cho cự sư lượng, nghĩa của nó là nghĩ việc. Từ này là nuance, nghĩa của nó là sắc thái. Từ này là từ đáo và từ để, cách đọc của nó là tô tê, nghĩa của nó là làm thế nào cũng. Từ này là từ nghị và từ đề, nghị đề, cách đọc của nó là ghi đai, nghĩa của nó là chương trình nghị sự, là đề tài thảo luận, chương trình nghị sự, đề tài thảo luận. Từ này là từ tượng và từ trưng, tượng trưng, cách đọc của nó là cho cho sư lực, nghĩa của nó là tượng trưng. Từ này là từ thân và từ thỉnh, cách đọc của nó là sinh xê, nghĩa của nó là yêu cầu đăng ký. Từ này là từ tiến và từ hành, cách đọc của nó là sinh cô sư lực, nghĩa của nó là tiến hành diễn ra. Từ này là từ tiến và từ triển, cách đọc của nó là sinh tên sư lực, nghĩa của nó là tiến triển. Từ này là từ suý và từ thính, suý thính, cách đọc của nó là phui chô sư lực, nghĩa của nó là rêu rao và loan tin. Từ này là từ can và từ tâm, can tâm, cách đọc của nó là can dinh, nghĩa của nó là quan trọng thiết yếu. Từ này là từ tân cán tuyến, từ này thì các bạn chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Từ này nhìn cái là biết ngay. Từ này cách đọc của nó là sinh can sen, tân cán tuyến, nghĩa của nó là tàu điện siêu tốc, tàu sinh can sen đấy. Từ này là từ thoái trị, cách đọc của nó là tai di sư lực, nghĩa của nó là xóa bỏ tiêu diệt. Từ này là từ dư và từ nghi, cách đọc của nó là yoginai, nghĩa của nó là buộc phải không tránh khỏi. Từ này là từ chứ, cách đọc của nó là ichi ji de si, nghĩa của nó là đáng kể rõ rệt. Từ này là từ thôi và từ chắc, thôi chắc, cách đọc của nó là suy sô cự sư lự, nghĩa của nó là suy đoán. Từ này là từ sinh và từ tức, sinh tức, cách đọc của nó là xê sô cự sư lự, nghĩa của nó là cư trú, sinh sống, sinh tồn. Cái này chỉ dành cho động vật thôi. Cư trú, sinh sống, sinh tồn. Từ này là từ thiết và từ chí, thiết, chí, cách đọc của nó là sệt chi sư lực, nghĩa của nó là lắp đặt, thiết lập. Từ này là từ tẩu và từ hành, tẩu hành, cách đọc của nó là sô cô sư lực, nghĩa của nó là chạy xe di chuyển. Từ này là từ chợ và từ ngôn, chợ ngôn, cách đọc của nó là yogen sư lực, nghĩa của nó là khuyên góp ý. Từ này là từ thị và từ sát, thị sát,
cách đọc của nó là si sát sự sự được. Si sát sự sự được. Nghĩa của nó là thị sát. Thị sát. Từ này là từ nguyên và từ thủy. Nguyên và thủy. Cách đọc của nó là gen si. Gen si. Nghĩa của nó là nguyên thủy. Nguyên thủy. Sơ khai. Nguyên thủy sơ khai. Từ này là từ kilai ga aru. Kilai ga aru. Từ này có nghĩa là có khuynh hướng, nhưng mà thường nó chỉ là cái khuynh hướng nó xấu. Có khuynh hướng, nhưng cái khuynh hướng này là nó chỉ là cái khuynh hướng nó xấu. Từ này là từ Mohaya. Mohaya. Mohaya này ấy thì nó có cái ví dụ đó là Mohaya Chuyosinai. Mohaya Chuyosinai. Nghĩa của nó là đã rồi. Đã rồi, hoặc là không nữa. Thế thì ở trong cái ví dụ là Mohaya Chuyosinai thì cái từ này thì mình sẽ dịch là đã không còn thông dụng nữa rồi. Đấy. Đã không còn thông dụng nữa rồi. Đã không còn thông dụng. Đấy. Không còn thông dụng. Không còn thông dụng. Từ này là Toriaizu. Toriaizu. Nghĩa của nó là trước mắt, là tạm thời. Trước mắt, tạm thời. Từ này là Kutkirisuru. Kutkirisuru. Từ này là nó có trong Somatome này, ngay trong một vài cái bài đầu. Kutkirisuru. Nghĩa của nó là rõ ràng, sáng sủa. Rõ ràng, sáng sủa. Từ này là từ thế và từ luận. Thế, luận. Cách đọc của nó là selon hoặc là yolon. Selon hoặc là yolon. Nghĩa của nó là dư luận. Là dư luận. Từ này là từ tái và từ kiến. Tái kiến. Cách đọc của nó là sai ken sư rự. Sai ken sư rự. Nghĩa của nó là xây lại. Xây lại. Từ này từ độc và từ giã. Độc giã. Cách đọc của nó là độc cư xạ. Độc cư xạ. Nghĩa của nó là độc giã. Là người đọc. Độc giã. Người đọc. Từ này là từ tương và từ hổ. Tương hổ. Cách đọc của nó là sogo. Sogo. Nghĩa của nó là lẫn nhau, là luân phiên, là lẫn nhau đấy. Luân phiên, lẫn nhau, xen kẽ, liên tiếp. Luân phiên, lẫn nhau, xen kẽ, liên tiếp. Từ này là từ xác, từ tín. Xác tín. Cách đọc của nó là các cử sinh sư rực. Các cử sinh sư rực. Nghĩa của nó là đảm bảo, là tin chắc. Đảm bảo, tin chắc. Từ này là từ nghi và từ hoặc. Nghi hoặc. Cách đọc của nó là ghi hoa cự. Ghi hoa cự. Nghĩa của nó là nghi ngờ. Nghi hoặc. Nghi ngờ, nghi hoặc. Từ này từ hoạch và từ đắc. Hoạch đắc. Nghĩa của nó là các cự tốc cự. Các cự tốc cự. Còn cách đọc của nó là các cự tốc cự. Nghĩa của nó là thu được. Là gặt hái. Thu được. Gặt hái. Từ này là từ khuếch và từ tán. Khuếch tán. Cách đọc của nó là các cử san. Các cử san. Nghĩa của nó là lan rộng. Khuếch tán. Lan rộng. Khuếch tán. Từ này là từ cãi và từ thiện. Cãi thiện. Cách đọc của nó là khai liêu. Khai liêu. Nghĩa của nó là cải thiện. Là nâng cấp. Cải thiện. Nâng cấp. Từ này là từ huyết. Huyết và từ dịch. Huyết dịch. Cách đọc của nó là kitsuki. Kitsuki. Nghĩa của nó là máu. Là máu. Từ này là từ huyết và từ quản. Huyết, quản. Cách đọc của nó là kiệt càng. Kiệt càng. Nghĩa của nó là mạch máu. Mạch máu. Từ này là từ quyền và từ uy. Quyền uy. Nghĩa của nó là ken y. Cách đọc của nó là ken y. Ken y. Nghĩa của nó là quyền lực, có tiếng nói. Quyền lực, có tiếng nói. Từ này là từ nguyên và từ tác. Nguyên tác. Cách đọc của nó là ghen sắc cự. Ghen sắc cự. Nghĩa của nó là nguyên tác. Bản gốc, nguyên tác, bản gốc. Từ này là từ các từ này là từ cách và từ tân. Cách tân. Cách đọc của nó là các cử sinh. Các cử sinh. Nghĩa của nó là đổi mới, là cải tiến. Đổi mới, cải tiến. Từ này là từ khải và từ mông. Từ khải và từ mông.
cách đọc của nó là kê mộ, nghĩa của nó là mở mang, khai sáng, mở mang, khai sáng. Từ này là từ kết và từ thúc, kết thúc. Cách đọc của nó là kết số cự, nghĩa của nó là đoàn kết. Từ này từ kháng và từ nghị, kháng nghị. Cách đọc của nó là cô ghi, nghĩa của nó là phản đối, khiếu nại, phản đối, khiếu nại. Từ này là từ giãn và từ nghĩa, từ giãn và từ nghĩa. Cách đọc của nó là cô ghi, nó cũng giống cái từ kia đúng không? Từ kia từ kháng nghị đúng không? Từ này từ giãn nghĩa đấy, cô ghi là bài giãn, là bài giãn. Từ này thì rất là hay gặp rồi đúng không? Moshikashite là có lẽ, không chừng. Từ này là Hitasura cũng là rất là hay gặp. Hitasura là chuyên tâm, chăm chú, chân thành, khẩn khoản. Chuyên tâm, chăm chú, chân thành, khẩn khoản. Như vậy là chúng ta đã kết thúc được bài 23 trong nội dung tổng hợp từ vựng GPT N1 đã ra trong đề thi chính thức của các năm. Cảm ơn các bạn đã cố gắng cùng mình. Và nếu như bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình và cùng học với mình nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong bài tiếp theo.